Kỳ Tị sinh năm 1989 được các nhà tiên tri dự đoán đúng tháng 12 âm lịch năm 2022 tới đây giàu hơn chúng số, đổi đời, trả hết nợ, trăm tỷ cầm tay, sắm ngay nhà lầu, đi xe sang. Vâng, quý tín chủ tuổi kỳ tỵ thân mến, trước nay trên con đường tới thành công nào cũng rất khó khăn, gian khổ, các bon muốn trở thành kim cương quý giá, cũng phải chịu sức ép khoảng từ 4,41 đến 5,88 triệu tấn, và phải chịu áp suất trên 1.200 độ C, và trải qua quá trình chịu đựng sức ép vất vả và bền bỉ, thì mới có thể đánh bay tạp chất bám trên thân mình. Cổ ngữ có câu, bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ sống khổ trong bút giá, người muốn thành thoại thì đều phải trả giá và đánh đổi kinh qua đủ các lò rèn, và khi thành báu vật rồi thì cuộc đời tự khắc an bài cho số phận an nhàn, giàu sang, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, làm gì cũng hanh thông, xuân sẻ con cháu tới ba đời vẫn được hưởng phúc báu từ bạn. Cuộc đời của người tuổi kỳ tỵ, sinh năm 1989, tuổi trẻ trải qua bao phen rèn rũa, túng khổ, vất vả đau đớn, nhưng nhờ ý chí bền bỉ, đan trường, mà người tuổi này, vẫn thản nhiên vượt qua, khiến thân phận cảm động trước tấm lòng son sắc như kim cương, chân quý biết bao trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý mệnh chủ tuổi kỳ tỵ, sinh năm 1989, vận trình chi tiết tháng 12 âm lịch, tháng vạn sự thuận lợi, bao tháng qua đã vất vả ra sao, nay được đền đáp xứng đáng, vàng son chói lóa, giàu sang phú quý bổ vây, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn hết phần thiên hạ. Vậy cụ thể ra sao, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi trong lá số tử vi dưới đây, đúng tháng 12 âm lịch, kỳ tỵ sinh năm 1989, giàu hơn chúng số, đổi đời, trả hết nợ, 100 tỷ cầm tay, sắm ngay nhà lầu, đi xe xịn xem tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch tuổi kỳ tỵ nhận thấy rõ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn, song suốt một năm vừa qua đã được đền đáp xứng đáng, bởi nhiều phương diện của cuộc sống đều có những bước tiến, phát triển rất khả quan, tuy nhiên bạch hổ lại cảnh báo những tác động không mong muốn đối với sức khỏe của bạn. Dù bạn có đang thuận lợi, thành công đến mấy thì cũng không nên lao động quá sức, hãy giữ sức khỏe của mình, bởi đó chính là cái vốn quý giá nhất giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, không chỉ ở hiện tại mà còn cả ở tương lai. Vậy, để giúp mệnh chủ kỳ tỵ, phúc khí chi sạc, con rắn có phúc khí, biết được những điều bạn phải làm tốt hơn, và những điều bạn cần tránh nhé. Để trả lời cụ thể cho vận trình của bạn thì, các nhà tiên tri, nhà tử vi học luận giải các phương diện cuộc sống, cho tuổi tỷ tỵ trong tháng 12 âm lịch, năm 2022, gồm có các nội dung chính sau. Thứ nhất là phần tử vi sự nghiệp của tuổi tỷ tỵ trong tháng 12 âm lịch. Thứ hai là phần tử vi tài lộc. Thứ ba là phần tử vi tình duyên và gia đạo của tuổi tỷ tỵ trong tháng cuối năm. Thứ tư là tử vi về tình hình sức khỏe của tuổi tỷ tỵ trong tháng 12 âm. Thứ năm là tử vi cẩm nang vượn vận của mệnh chủ tỷ tỵ theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với người tuổi tỷ tỵ trong năm 2023, giúp gia chủ cả năm may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới. Thứ nhất là tử vi sự nghiệp tuổi kỷ tỵ trong tháng 12 âm lịch. Từ vi dự báo, người tuổi kỷ tỵ có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng thành quả do công sức lao động của mình mang lại, khi bước sang tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2022 này, dưới sự phù trợ của tam hợp. Dù bạn là người làm công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng, bền tâm vững trí thì ắt nhận được kết quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, thậm chí có xu hướng là phát triển đi lên, quan hệ xã giao hài hòa, cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cũng như giải quyết những khó khăn, Đồng nghiệp và cấp trên, thường là quý nhân giúp bạn đạt được điều mình hằng mong muốn, dễ dàng hơn. Người làm lãnh đạo, có thể phát huy được thế mạnh lãnh đạo mọi người xung quanh, đạt được thành công, mang lại lợi ích lớn trong tập thể, có thể đang đứng ở một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Kỳ tỵ vẫn là những người còn trẻ tuổi, nên bạn có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập thi cử, hoặc là tìm được môi trường làm việc phù hợp với năng lực và tính cách của mình. Hãy tự tin hơn nữa, và tìm ra cơ hội phát huy điểm mạnh của bản thân, rồi bạn sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng. Nguyệt lệnh lâm đế vượng, lại càng thêm phần khẳng định những gì mà bạn đạt được trong tháng 12 này là hoàn toàn xứng đáng, bạn không chỉ nhận được sự yêu mến tôn trọng của mọi người, còn được thăng tiến về mặt công danh, và quyền thế. Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn đến đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng cần nhớ là, giữ thái độ khiêm tốn, chớ huynh hoang, hống hách kẻo gây chướng mắt người khác mà sinh họa thị phi cho mình nhé. Thứ hai là, tử vi tài lộc tuổi kỳ tỵ tháng 12 âm lịch. Theo tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ thì thấy được rằng Vận trình tài lộc của các bạn tuổi kỷ tỵ có những điểm sáng rực rỡ trong tháng cận Tết này, tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư, đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội, thì chuyện tiền bạc dùng rỉnh nhét chật két sẽ trở thành điều hiển nhiên, đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh, ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác khách hàng của mình thì bạn nên nắm bắt cơ hội này, cuối năm mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, tiền thưởng Tết xứng đáng với năng lực và sự cống hiến của bản thân. Có thể đây là lời cổ vũ động viên thiết thực nhất giúp kỳ tỵ tiếp tục có động lực cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo. Trong tháng có đế vượng, khuyên bạn rằng hãy tiếp tục mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, thông qua các hoạt động xã giao, và từ thiện, rất có thể việc tham gia các hoạt động này, sẽ giúp bạn khẳng định tên tuổi, hoặc là tiếp xúc với những nhà đầu tư lớn, những người có chức, có quyền, sẽ trợ giúp bạn trong sự nghiệp ở tương lai. Thứ ba là Tử vi tình duyên, gia đạo tuổi kỷ tỵ tháng 12 âm lịch Ngũ hành tương sinh, là những dấu hiệu rõ rệt nhất, báo hiệu điều tốt đẹp sẽ đến với tình duyên của kỷ tỵ con giáp bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố căn bản giúp bạn tiếp xúc được với nhiều đối tượng triển vọng, không những giúp ích cho con đường sự nghiệp, công danh của bạn mà còn có thể là một nửa kia bạn đang tìm kiếm. Nếu như còn độc thân, bạn hãy cởi mở hơn trong quá trình giao lưu trò chuyện với mọi người, việc nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng giúp cho vận đào hoa của bạn phát triển rực rỡ hơn, nếu có đối tượng nào nhiệt tình quan tâm đến bạn, bạn cũng nên tạo cơ hội để đôi bên có thể tìm hiểu về nhau hơn đối với các cặp vợ chồng kỳ tỵ sẽ có nhiều điều vui vẻ hạnh phúc đến vào dịp cuối năm nay dù công việc có bận rộn đến mấy hai người vẫn không quên quan tâm hỏi han và giúp đỡ nhau mỗi ngày nhất là trong dịp tết đến trang hoàng nhà cửa và chăm lo sắm sửa mọi điều này và một vài cặp đôi còn có thể nhận tin mừng ngay trong khoảng thời gian này ví dụ như là con cái có thành tích học tập tốt trong gia đình thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hòa hợp cũng là yếu tố giúp bạn luôn có một tinh thần vui vẻ lạc quan và tích cực Người nhà chính là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày, đồng thời cũng là bến đỗ an toàn mỗi khi bạn phải đối diện với sóng to, gió lớn ngoài xã hội. Đúng là người xưa có câu cấm có sai là thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Thứ tư là Tử vi sức khỏe tuổi kỷ tỵ tháng 12 âm lịch về cơ bản người tuổi Kỷ Tỵ sẽ duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt trong khoảng thời gian cuối năm này, một phần là nhờ những tác động tích cực mà cuộc sống đem lại, nhiều tin vui tới dồn dập khiến bạn luôn ở trạng thái vui mừng, phấn chấn và hân hoan. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, chớ nên lao động quá sức, như vậy thì bạn mới có một thể chất thực sự khỏe mạnh, sẵn sàng bắt tay vào mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, thì Bạch Hổ Hung tinh cũng xuất hiện, cũng có thể đem lại cho bạn những rắc rối hoặc là tai họa bất ngờ. Vì vậy, bạn cũng cần chú ý khi tham gia giao thông, hoặc là khi lao động chân tay, lao động với máy móc, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thứ năm là Tử vi và cẩm nang vượng vận của tuổi kỷ tỵ theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 12 âm. Tuổi Kỳ Tỵ là con giáp may mắn trong những ngày đầu tháng 12 âm này, bạn gặp nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, chắc chắn có rất nhiều người ngưỡng mộ vị trí của bạn. Tuy nhiên, dù thành công thế nào thì bạn cũng không nên quá kiêu ngạo, thậm chí thách thức cả những người có chức có quyền và đáng mừng hơn nữa là tài lộc của bạn khá vượng, nhiều cơ hội kiếm tiền đến với mọi người trong tất cả các lĩnh vực, thời điểm kiếm tiền chủ yếu xuất hiện là từ giữa tuần cho đến cuối tuần, nếu bạn chăm chỉ làm ăn thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản kha khá, xứng đáng với công sức của mình. Truyền tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu chuyển biến tích cực, hai người ngày càng thấu hiểu và biết cách làm thế nào để khắc phục những mâu thuẫn tồn tại giữa đôi bên, tranh cãi cũng là yếu tố thúc đẩy hai người càng thêm thân mật. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy, người tuổi kỳ tỵ này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng biệt, bạn còn là người giỏi ăn nói, nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác. Người độc thân, hãy tin tưởng nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình, để phát triển mối quan hệ, không nên đóng cửa trái tim mình. Thời điểm vàng trong tháng là, hai ngày đầu tháng. Hướng may mắn hướng Tây Nam và Đông Bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi mùi, tuổi dậu, chắc chắn thành công. Con số phát tài là 47, số 29 và 65. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ mùng 10 đến 20 tháng 12 âm. Sự nghiệp của tuổi kỷ tỵ có thăng và có trầm trong 10 ngày giữa tháng 12 âm này, nhưng chủ yếu là phát triển tích cực, cốt là bạn luôn chú ý khi bắt tay vào công việc, chớ nên kiêu ngạo, lơ là. Đồng thời, khi gặp phải khó khăn, bạn cũng chớ nên bi quan, bỏ cuộc, bởi ngay sau đó có thể quý nhân sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn, việc làm ăn kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn, chủ yếu là từ dầm tháng chạp. Bạn sẽ được hưởng, được trả lương, được nhận những khoản tiền thưởng xứng đáng, với công sức lao động của mình, bên cạnh đó cũng có một vài người may mắn phát tài, nhờ những trò may rủi. Và con số may mắn của bạn trong thời điểm này đó là 68, 12 và 42. Tuy nhiên dù có dư giả thế nào, thì bạn cũng cần phải chú ý hơn trong chuyện chi tiêu, chớ nên tiêu tốn quá nhiều cho những khoản lặt vặt thường ngày truyền tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc, và lúc này người độc thân cuối cùng cũng tìm thấy người ưng ý, tâm đều ý hợp, bạn có thể cảm biến đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các cặp đôi thường xuyên tìm cơ hội để ở bên nhau, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên, nếu đã là vợ chồng, hai người thường xuyên tâm sự, trao đổi, với nhau những công việc trong gia đình, để đạt tới sự thống nhất. Thời điểm vàng trong tháng là, 3 ngày trước ngày 19 âm lịch. Hướng may mắn hướng Tây Bắc và hướng Nam, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi thân, tuổi mão, tuổi ngọ, thì chắc chắn thành công. Con số phát tài là 68, 12 và 42. Tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 đến 30 Tết. Người tuổi kỳ tỵ là con giáp may mắn trong 10 ngày cuối cùng của năm này. Vì vậy, mà bạn hãy sẵn sàng đón nhận những điều tốt lành đang đến, với sự nâng đỡ của các tinh, bản mệnh tìm được hướng đi đúng đắn và phù hợp với mình. Nhờ vậy, đường công danh trên đà thăng tiến, tiền đồ vô cùng rộng mở, bạn luôn cống hiến hết mình cho công việc bởi bản thân bạn luôn không ngừng theo đuổi đam mê và không để những khó khăn phía trước kéo bước chân mình, bạn sẽ trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương và giành lợi thế về cho bản thân. Theo tử vi tài lộc của tuổi kỳ tỵ cho thấy, càng về cuối năm tài lộc càng vượng, nhiều cơ hội xuất hiện giúp bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có được cơ hội kiếm tiền, tùy vào sức mình mà phát tài, phát lộc trong chuyện tình cảm, trong thời gian này người tuổi kỷ tỵ và nửa kia có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau, hai bạn đã tìm được cách để điều hòa mối quan hệ, hóa giải mọi mâu thuẫn, tình yêu chiến thắng tất cả, cả hai quyết định hạ cái tôi của mình xuống để nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, đón một cái Tết trong sự an nhiên, viên mãn, và sum vầy. Thời điểm vàng trong tháng là đúng hai ngày là 26 và 27 âm lịch. Hướng may mắn hướng đông nam và hướng bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi dậu, tuổi sửu chắc chắn thành công. Con số phát tài là số 38, 60 và 71. Thứ sáu là Phần luận giải vô cùng quan trọng là tuổi sông đất tốt và xấu cho gia chủ tuổi kỷ tỵ trong năm quý mão 2023. Giúp cho gia chủ, may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới, đại cắt, đại lợi. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi kỷ tỵ trong năm quý mão 2023 cụ thể tuổi đinh mùi 1967, giáp thân 1944, nhâm tuất 1982, ất mão 1975, giáp dần 1974, quý tỵ 1953, nhâm thìn 1952, ất dậu 1945, bính ngọ 1966. Và bên cạnh các tuổi sông đất tốt thì các tuổi sông đất xấu với gia chủ kỳ tỵ trong năm quý mão 2023 cần phải tránh là

để nắm bắt được vận trình trong tháng cuối cùng của năm nhân dần này, để có thể lội ngược dòng, thay hung, đổi cát, đón vận may đến với mình. Minh Đường Tử Vi chúc quý vị luôn may mắn, bình an, giàu sang và hạnh phúc có một năm 2022 đầy ý nghĩa và bước sang 2023 bứt phá, phát tài và giàu sang phú quý. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.